Em xin chào các cô chú anh chị và bạn. Hôm nay em sẵn có cái bình xăng con mà chiều thay ra mà chưa kịp dọn dẹp nè. Mình sẽ chia sẻ về cái phần mà cô chú anh chị chỉnh bình xăng con nào tại nhà nha cô chú anh chị. Thì mình cũng chia sẻ cái bình xăng con nó chia làm mình tự đặt luôn nha cô chú, đừng hỏi mà sao mày biết nó chia làm ba phần, mình tự nói chuyện với nhau đi. Nè đầu này mình và cái đít nè. Đó, đầu mình và cái đít. Thì cái phần đầu này nó đảm nhiệm là cái dây ga đi xuống nó vô cái trái ga. Cái ga thì có kim nè, rồi cái phần mình thân nè, thân rồi cái phần đít nè, thân thì nó sẽ gắn trên cái thân này gồm có là những cái ốc chỉnh gió nè, rồi chỉnh lớn nhỏ nè, con này là con chỉnh lớn nhỏ, van cắt gió nè, rồi vít lơ chính nè, vít lơ phụ nè, ống sáo, hai cái này gọi là ống sáo, vít lơ chính với phụ ống sáo đây nè. Cô chú anh chị vệ sinh phải mở cái này ra, cước cái này nha, cước ống sáo nó có lỗ nè, cô chú anh chị thấy cái lỗ không? Lỗ đó, cái ống sáo. Cô chú anh chị mình thấy nhiều như vậy là cái xe mình chạy cũng không ngon nè. Đó, nó dính như vậy mà chạy không ngon này là chạy không ngon rồi đó. Tại vì chút mình sẽ nói cái vụ đó chạy không ngon. Thì đây là cái ống sáo này, nó chia ở ống sáo này nó sẽ có cái phần vít lơ. Mà đối với chuyển xe quay ếch cho 10 mà mình cô chú anh chị mua mà bị cái ga cuối chạy là bụp bụp, cô chú anh chị phải canh cái vít lơ này. Là có lỗ nhỏ như cái cục nhỏ thôi, mình nắm cái kìm rồi mình kiếm cái gì đó vít mình xay lấy cái này ra, có số. Cái vừa 75, 9L của quay 110 là thường 95 gì đó, mình không nhớ nha của chị. Thí dụ thấy 95 xuống mùa 85 liền, hoặc là xuống 80. Chừng nào tự mình canh, mình gỡ ra mình canh hết hộp cái cuối thì thôi. Nó tự cô chính chị, gọi là canh 9L, ai mà làm không được nữa mà cứ giả bộ hoài. Mình biết ai cũng làm được cái việc này hết. Đó, rồi đây là cái 9L phụ là đảm nhiệm cái mặt ranti, còn 9L chính nè. Thì nó đi thẳng lên cái đường kim luôn, là nó đảm nhiệm cho cái phần mình kéo ga, là cái mạch ga chính khi mình kéo ga giật ga rồi là nó đảm nhiệm hết đó. Rồi thí dụ như chảy xăng dư là sao, còn dính luôn, đúng là đồ hư đồ bỏ dính thiệt luôn. Rồi lấy không ga thôi, thì chảy xăng dư là chỗ này, chảy xăng dư là cái phao, cô chú anh chị nghĩ giống như cái trái nổi mà trong mấy cái phao nước của mình thôi, nó đóng lâu ngày đóng kính thì hư thì một là cô chú anh chị đi phục hồi. Đây nè, đây có cái phao nè, cái phao nó nổi lên khi đủ cái lượng xăng thì nổi lên nó đóng lại, thì lâu ngày cái này nè, cái này nè nó đóng không kín rồi thì chảy xăng dư thôi cô chú anh chị. Nó đóng không kín chảy xăng dư thì cô chú anh chị có hai phương án xử lý, là cô chú anh chị ngồi mua. Nhiều bạn á, nhiều bạn đi mua phong tu này về gắn vô nó chửi liền, trời ơi có 1 phút 30 giây làm cái đó là gọi là ăn xăm ăn mai, ăn mai rồi đừng la lớn nha. Thợ cứng nghề không dám buông ra mà nói chuyện cái câu đó. Rồi chuyện chắc nhất là cô chú anh chị sẽ đóng cốt, đóng cối, nghĩa là người ta sẽ phay rộng, phèn rộng này ra, đóng một cái cối vô, cối nó sẽ chạy theo cái phong tu này luôn thì sẽ hết chảy phân dư. Tại vì mình đi làm công nhân trong cái chỗ phục hồi cũng có nha cô chú anh chị, thấy người ta làm mình kể lại cho cô chú anh chị nghe thôi đó. Thì cái phần chảy xăng dư là vậy, nhưng mà còn một cái phần hao xăng nữa, hao xăng nguyên nhân chính. Mình hao xăng mà cô chú anh chị chỉnh hoài không được, thứ nhất là trái ga này nè, nó sẽ bị mòn, nó hở, nó bị lòn gió thì chỉnh ranti cũng không được. Thứ hai là cái kim với cái đót thì cô chú anh chị thấy không lấy ra được. Đây, cái kim thì lâu ngày cái kim chỗ này nó mòn nè, cái đót trong đây có cái đót nữa nè. Đó, cái đót là cái chỗ này nè, cô chú anh chị thấy cái đót là cái chỗ này nè, chỗ này nè, nó cái chỗ mình chỉ vô. Thì cô chú anh chị mua ra ngoài mua cái kim với cái đót, gọi là mua bán cho tôi bộ kim đót 100, người ta sẽ bán cho chú cô chú anh chị cái kim với cái đót. Vì cô chú anh chị lấy cái mở cái đôi đáy này ra rồi nè, cô chú anh chị lấy cái cây á, cô chú anh chị cái gì á, cô chú anh chị cái vít nhỏ nhỏ, cô chú anh chị gõ ra là gớt cái đót ra. Đót nhớ cái chiều đót để đóng nha cô chú anh chị, nhiều khi không biết chiều đóng ngược xuôi á thì á may mắn cô chú anh chị sẽ trúng được, ăn hên được thì chạy được cái bình lại nha cô chú anh chị. Mình nãy giờ kể thôi, đi mua cho rồi cô chú anh chị, mệt quá nội mà cô chú anh chị sửa được, cô chú anh chị mua đi. Thì mua xong rồi có cái bình như vậy cô chú anh chị dọc cô chú anh chị sẽ thành công, cô chú anh chị mở tiệm phục hồi luôn, chuyện bình thường. Rồi bình dưới mực, đây gọi là phần thân nè, rồi đây là bình dưới mực. Rồi quên cái ống sáo nữa cô chú anh chị, cái phần này nè, cái vít lơ chính nè, cái phần này là ống sáo là có nhiệm vụ là cái gì? Thì á, gió cô chú anh chị thấy đây sẽ có hai cái đường gió vô ranti, nó vô mạch ranti và vô con ốc chỉnh xăng gió.
thì khi mà nguyên lý hoạt động á, xăng mà nó sẽ khi mà cái lượng gió mà cái lực hút của bê tông hút vô thì nó sẽ hút cái xăng lên, mà xăng mà nó lên nguyên cái đường giống như xăng đặc á thì nó không được tơi, nên á, nhà thiết kế người ta thiết kế đường gió khi mình đi vô vậy nó sẽ lùa cái lượng gió vô, nó sẽ đâm ngang hông này nè, nó sẽ vô cái phần ống sáo này, ống sáo này nó có lỗ này, nó để nó tạo cái bọt bong bóng của cái điện, giống như bong bóng rất là nhiều bong bóng, nó sẽ đi lên thì khi mà gió vô nó lùa vô nó sẽ phá vỡ cái bong bóng đó ra. Cô chứ anh chị nghĩ mình thổi bong bóng mà sao bong mình thổi bong bóng mình đi mình búng cái nó sẽ vỡ ra, nó sẽ nhuyễn hơn là cô chứ anh chị lấy cái giọt nước cô chứ anh chị nhiễu vô đó. Đó, nghĩ là như vậy. Thì những cái vít lơ này cô chứ anh chị tự chỉnh nha, đơn giản lắm. Rồi nhớ để ý bạn này có kẹt hay không nữa nè, kẹt nhiều cái á, cái này nó đang đóng gì mà cái này nó kẹt nè. Nó kẹt. Nó, cái này thì nó trở gì được mà cái này nó kẹt thì cũng không chạy được, thì nhiều khi phải kiểm cái đó. Và cái bình xăng con này nó cũng dễ cô chứ anh chị, thì phục hồi là như vậy. Cô chứ anh chị thường nói hao xăng là người ta sẽ đi bỏ cái đót và kim ra, thì cô chứ để ý mình nói thì có thể đi phục hồi vì người ta làm xong cái mình mở ra mình coi rồi như mình học nó, mình học mớm. Còn đây là cái van cắt gió, đây là cái van cắt gió này nó có nhiệm vụ gì cô chứ anh chị biết không? Van cắt gió này nó có nhiệm vụ á, là khi cô chính chị hạ ga đột ngột để đóng cái trái ga xuống cái bọc, nghĩa là khi đó cái động cơ của chính chị sẽ không có đủ cái lượng nhiên liệu để đốt cháy ở trong đó, thì nó sẽ gây ra ô nhiễm môi trường như cái gì đó, như những đề quay RS á, ô nhiễm môi trường. Thì khi mà đó nó sẽ cô chính chị hạ ga đột ngột như vậy nè, sẽ có một cái đường hút ở đây, thì khi hạ ga đóng cái phần này lại thì cái lực hút piston nó hút quá lớn đi, thì nó sẽ hút vô cái đường này, nó kéo cái van này, cái màn dù ở đây để ngắt cái đường gió trong đây. Thì ngắt đường gió tất nhiên là gió không vô nữa thì nó sẽ bù, nó đậm cái lượng xăng lên. Cái lúc đó vừa ngắt vậy thì nó giật cái van, nó đóng cái đường gió lại thì nó đậm xăng lên, để đậm cái lúc đó để cho cái nó sẽ đốt cháy tốt hơn cái lúc mình hạ ga đột ngột như cái gì đó. Rồi nó chống được cái hiện tượng lụp của bô nó vậy đó. Nhưng mà khi mà cô chứ gì hạ ga đột ngột vậy thôi, nó bắt được cái lúc đột ngột thì nó mới kích hoạt được cái màn dù ở đây, nó hút ra thì mình mở được trên cái gì xem, thì nó kích hoạt vậy thôi chứ không phải mà lúc nào cũng kích hoạt vậy, hao xăng chết luôn á. Nghe nó kích hoạt cô chú chị hạ ga mà đột ngột cái nó sẽ kích hoạt cái van này, cái lực bùng của nó lớn lắm, thì cô chứ gì cần phải cái lực mà hạ ga gấp lên thì để mà cái xe mình nó được im ái, nó lướt im ái ở cô chính thì hạ ga đầu ngọt thôi chứ có gì. Đây nè, nó nè, đây có lỗ nè, lỗ từ đây nó thông qua đây, khi đó nó sẽ giật cái màn dù, thì ở đây nó có cái đầu con đó, nó sẽ cắm vô cái bi, thì nó cắm vô bi thì nó mở lượng đường gió nè, đây nè, cắm vô bi thì nó mở đường gió, thì cô chứ gì cúp ra khi mà hạ ga đột ngột thì nó sẽ giật cái này ra, thì nó sẽ đóng cái lượng gió từ đây vô đây thì nó kéo cái lượng xăng bên đây đậm lên tí xíu, thì giải quyết cái lúc mà cô chú anh chị hạ ga đột ngột thôi. Nó anh gác gió là như vậy, nhưng cô chú anh chị mình hiểu chơi vậy thôi chứ mình có không gành mấy nha. Thì rồi xong rồi, cái nút này nè là chỉnh gió nè, gió. Rồi cái nút này là chỉnh lớn nhỏ thì nó sẽ đâm vô cái cây này, nó không có gì đâu, nó đâm thẳng vô đây, mình siết cùng chiều kim hồ nó lớn, còn xả ngược kim hồ nó nhỏ. Còn cái này mình siết cùng chiều kim đồng hồ, siết vô vậy là đậm xăng, nhả ra là gì, ngược kim hồ là nhạt xăng, đó là cách bù xăng. Đây nè, chỉ vậy thôi nha cô chứ gì. Thế mình còn thấy cái gì nữa không? Còn cái e kéo lại chỗ này đang có như thế, kéo vậy cái là bích lại là để mình đề hỏi. Thì cái cấu tạo của bình xăng của Honda nó khác với bình Sirius, nhưng có gì đừng có lấy cái này áp dụng qua Sirius, thì đa số cái gì đang không hiểu, có một số anh em là không hiểu bình Sirius, nguyên lý hoạt động của bình Sirius. Nhưng có gì Sirius nó là cái e nó hoạt động độc lập, nhưng có gì nó không phải giống như cái này là mình kéo e là bích gió để nó sẽ rút xăng trong đây. Còn đối với Yamaha là cái e của nó là hoạt động riêng lẻ một mình, nó không có liên quan tới ai, nhưng có gì anh chị thì có chính vậy nên hiểu cái phần đó. Thì mình cũng nói vậy đó, mình chia sẻ thì anh em nào thấy được thì mình có kiến thức gì đó mình bổ sung thêm đó. Nay mình cũng nói tới đây thôi, nhưng coi chứ anh chị còn chỉnh bình xăng là 1 phút 3 giây. Tại vì sao mà mình ít nói bình xăng này,
ít nói cái này, tại vì cái này lạc hậu rồi chị. Nói thật sự nha, mình nói mà anh em mà học bên FI rồi mà nghe bà này, tại sao nhiều khi cô chú anh chị lúc mình mới bán mình sang con chửi mình, ông không biết cái gì phong tu. Cái này là lúc mình đi học gọi là phong tu, còn các bạn kêu là kim cạnh, nhiều khi mình nói mình không biết các bạn chửi, giống như chửi mình luôn. Mình đâu quan tâm cái chuyện này, bạn quan tâm tới giờ chứ mình chết rồi đó. Mấy mình sang con là công nghệ lỗi thời, những cái đánh lửa với đánh lửa full nail là chuẩn nha cô chú anh chị. Mình nhắc lại, đánh lửa full nail là chuẩn, nên chuyển về đánh lửa full nail. Đó, không có sử dụng phong cách đánh lửa nhiều cô chứ anh chị gì mà ghim lùng chính chính gì tùm lum. Đánh lửa full nail là chuẩn, bây giờ người ta còn áp dụng là cái cuối cùng nằm trên chiếc quay alpha để mới bây giờ. Nó chỉ còn nằm như vậy thôi. Mình áp dụng cái công nghệ đỉnh nhất. Cái không mà cô chứ anh chị thì mình đi mua những cái cuộn lửa, cuộn nạn kia thì mua mẹ con IC full nail. Và một cái giác chuyển đổi cô chứ anh chị, nó đánh lửa ổn định gấp 10 lần. Và mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.